bắt đầu trời lạnh rồi, bắt đầu bột bắt đầu chảy rồi. Thơm phải hơi cho nó ấm ấm chút. Cái liquid là phải mình hơi cho nó ấm chút xíu anh chị, nó bằng một cái đèn sắt, đèn cầy đó, trời lạnh đó.
còn một cái để làm luôn cho nó xong đi, mình qua cái làm bông. Cái này là thơm đăng bắt lá đó mấy anh chị, tại vì khách hàng người ta cần rất là nhiều lá. Màu này không phải, màu này lợt quá, nó đậm hơn một chút. Nó là màu tím than. Thank you.
Tới giờ bột nó khô quá. Thank you.
Thank you.
Đây là bông cúc xoắn đấy. Khô lẹ quá.
Oh my goodness. Sao lại dơ cỏ rồi? Chấm vô đâu dù dơ cái cỏ rồi. Sorry, cái cỏ bị dơ rồi. Thế mà chùi cỏ lại. Sơn khô rồi, lấy nước sơn khác. Dễ quá. Sorry mấy anh chị. Mình chấm mấy con mắt cho nó xong mấy anh chị ha. Cái phone nó tại vì cái dung lượng của nó ít quá cho nên nó không có chứa nổi hết cái video đó. Xong rồi. Rồi, dẹp cái này luôn, cái này dơ rồi. Đó, vậy là nó xong anh chị ha. Mình chuẩn bị cho một cái hộp đi. Bỏ vô cái hộp đi. Con Hello, con Ladybird này bỏ vô đâu đây? Nó nằm trong chung nào đây? Ladybird thì bỏ vô đâu đây? Đây rồi. Rồi mình tháo ra, bắt đầu mình vô hộp, rồi sau đó từ từ rồi mình đi giao cho khách hàng anh chị ha. Thì cái con mắt của nó để khô nó chút đi, tại vì nhiều khi nó còn ướt á, cho nên nhiều khi nó đụng chạm với nhau nó lem con mắt hết, mình để nó qua bên. Giờ mình bắt tiếp mấy cái bông này coi sao. Ăn thử bột cái nha, theo coi cái này là đây là lá nè, bóc lá đó thì nếm cái lá thì
Bông này hư rồi bỏ. Mình lấy một cái giấy cứng để mình làm được. Mình bỏ vô hộp. Đây. Ups. Mình tháo lá ra anh chị ha. Đó, anh chị thầm tháo lá ra hết rồi bắt đầu tới thầm bỏ vô hộp. Oh shit. Trời ơi là trời, gì đâu mà sao mà vụng về quá vậy Tom. Sorry mấy anh chị, Tom vụng về quá, hôm nay Tom vụng về quá. Sorry. Hôm nay Tom vụng về quá, Tom hư ghê. Tom hư quá à. Thâm vùng về quá. Ngày xưa làm một lần có mấy ngàn lá luôn mà không sao, bây giờ lâu quá rồi, mấy cái năm nay rồi làm lại rồi thấy vùng về ghê. Thơm ơi là Thơm. Thơm làm đàng hoàng đi Thơm. Thơm vụng về quá rồi. Đó. Ladybird mà cũng biết bay nữa ha.
Lady Bird nhìn đẹp không mấy chị? Mấy anh chị thấy không? Nằm dễ thương không? Cho đôi lúc nhiều khi tùy ngày. Ngày bắt đẹp, ngày bắt không đẹp. Rồi, tiếp tục. Bột chảy. Còn một cánh nữa thôi thì chắc được rồi.
Ở đây còn thiếu một cái nữa nè.